Mình xin chào tất cả các bạn. Thì mình cũng đang đi lên xe mình làm. Giờ này thì mới có 5 giờ rưỡi sáng à. Tại ở đây thì cũng đâu có đi ăn sáng hay uống cà phê được. Tại một phần thì do cái đường nó xa, quá xa chợ đi. Mình đang làm ở rừng, ở trong rừng đó. Đây thì thuộc cái tỉnh Trà Vinh, thuộc cái xã Long Khánh. Xe mình thì cũng đang làm bộ, mình đang sửa cái tuyến bờ này. Cái thứ nhất thì mình sơn đất ở dưới ao mình lên để mình phá một cái đường, thì sau này ảnh chạy xe đi tới lui cho nó dễ. Cái đất của ảnh thì cái ranh của ảnh thì tới bên kia là, nhưng mà cái này thì ảnh không có lấn vô, ảnh chỉ dán cây sạch rồi mình lấy đất ở dưới ao đó mình đem lên mình cho nó, mình nâng lên tầm khoảng chừng khoảng 4 tấc trở lên nữa, nâng cho nó cao lên. Đất lan mà mình để thấp vậy nè thì cua đồ á, cái nó cũng bò ra nữa, nên mình làm cao lên để hạn chế cái cua bò. Anh chủ đất này thì đất của ảnh thì ảnh được 60 công bên đây, rồi cái ảnh mướn bên đây là 120 công nữa. Như ảnh không là ảnh mình ảnh làm là gần 180 công đất á. Là như trên quê mình là 18 mẫu á. Tính ra quản lý gì cũng tiện chứ, gặp cái bên luôn thì mình như hai vợ chồng mình sống, mà mình ra đây thì mình quản lý như vậy thì mình thấy mình sống cuộc sống nó khỏe lắm á. Mà nếu khỏe thì mình cũng còn mong cho vụ mùa đồ nó bội thu thì mới khỏe, chứ mà vụ mùa mà thất rồi cũng đuối á. Sắp tới xe rồi, đây đó cũng xa. Sáng ngày mù nữa. Ở trong nhà của ảnh á, ảnh có cái tủ lạnh ảnh cũ. Ảnh nói sao mà thấy mình muối nước đá, muối bằng thùng mót. Thôi anh cho cái tủ lạnh cũ nè, rồi mình muối nước đá rồi mình xài em ơi. Để bữa nào cái thì chứ cái đó thì tủ lạnh đó ảnh cũng bỏ, chứ anh đâu có làm được cái gì. Thì ảnh cho mình mừng quá. Cái đó thì chắc mình làm tới cái đường đó đó. Đường đó cái mình có đắp cái đường đất khô rồi. Thì tới đó cái mình lên cái mình xin ảnh. Chiều hôm qua thì mình cũng có bơm mỡ rồi xong hết. Thì chỉ buổi sáng này thì mình chỉ lên thăm nước, thăm nhớt cái này mình tiến hành thôi. Bên đây thì mình cũng làm đoạn rồi. Bờ do công là do cái bờ cũ nó công sẵn, mình làm theo cái bờ cũ, chứ mình không có tém vô, tém gọt vô vậy lâu quá. Nếu mình gọt ở đây thì thằng kia mình phải gọt theo luôn, thà mình cho nó công luôn thì có gì thì mình cũng dễ, mình dễ làm á. Thăm cái vậy chứ mình chạy nó an tâm, còn mình chạy mình sợ lắm. Từ khi mình gắn cái cánh quạt con thắng chế lại á, mình đưa cho nó sát ít nước vô á, rồi mình tăng cái bu lin lên á, mình chạy tính ra cái lượng nước nó không hao luôn á, nó mát máy á. Nãy thấy chuyển mưa quá tay mà giờ thấy gió đồ thổi đi hết rồi, thổi mây đi hết rồi.
mình làm đất lan thì mình làm mình vuốt tạm tạm vậy, mấy anh chủ nhà anh cũng đồng ý rồi, chứ mình không có làm tỉ mỉ. Tại vì cái vuốt cái bờ nào mình cũng nói vậy á, thì mình cũng ngại khi mình đăng lên á, thì nhiều khi mấy bạn không hiểu á, thì mấy bạn thì nói anh ơi anh chạy tệ quá, sao không vuốt cho nó đẹp chút anh. Thì mình cũng có chia sẻ hoài đó, mình làm càng đẹp thì nó càng lâu thôi. Tại vì cái này thì mình làm cũng ăn giờ người ta, mình thấy vậy cũng vừa rồi. Cái bờ này thì nó rễ cây nó nhiều quá đi, thì mình dọn cho nó sạch rồi. Sáng giờ thì làm cũng được tiếng mấy rồi. Giờ xuống ăn sáng cái rồi để mình lên là mình làm. Cái này thì chắc làm buổi trưa này chắc không rồi. Nếu mình làm phà thì mình làm lẹ lắm. Cái vách bờ từ cái đằng kia, từ giống như nguyên vách bên kia mà mình sên lên là hai gào. Thì mình làm chỉ có chiều dài hết cái chiều di này, nó dài khoảng cỡ không biết bao xa ta, thấy xa quá nè. Cũng có mấy trăm mét á, mà mình làm chỉ có như là chắc chừng 5 tiếng à, buổi một là xong à. Còn cái này thì làm cái này thì mình sẽ được nhiều cái đất, chứa được nhiều cái đất, làm lâu rồi mình phá cây rồi mình vuốt cái tali nữa, nó lâu hơn. Nếu như mình làm bộ á thì cái thời gian nó sẽ gấp đôi cái thời gian làm phà. Sáng này nấu món gì ngon quá em? Dạ nấu canh chua với cá, để lại cho nó. Cơm qua dư nhiều quá ha. Dạ. Đường đi khó khăn lắm, tận dụng được nào tận dụng đó anh ơi. À, canh chua mà canh chiên nữa. Trời, thấy chén muối ớt hấp dẫn quá ha. Rồi dọn cơm ăn đi rồi. Thôi thì mình cũng xin mời tất cả các bạn. Công ở đằng kia kìa, do nó to quá mà mình không có gọt đất để mình chất lên á, rồi cái mình làm theo cái mí bờ bự á, mình làm theo rồi cái đằng này nó nhỏ thì mình làm cái đó rồi mình giật mình rồi mình thấy rồi nó bị cong miếng rồi,
là mình lấy vô liền. Chứ mình mà làm cho nó ra luôn thì chính giữa đó thì nó không có đất để làm. Chứ phần mình do cái miếng đất nó cũng, mình thấy nó cũng hơi bờ cõi, nó cũng hơi bông tông mà sao đâu, nó không có được thẳng ở cho mấy nữa. Mình làm thì mình nói làm công thì mình làm công à, chứ mình cũng không có giấu giếm gì hết trơn. Chứ mình không có đem những cái bờ ngay đẹp mình đem ra, rồi cái bờ xấu là mình đem giấu. Làm còn có một đoạn nữa tới xà lan rồi, mà ông trời ông đổ mưa. Anh còn sửa lại cái gốc bờ này nữa. Tới đó là tới cái đồ phải không? Tới rồi. Bởi mấy bạn mà chạy tài chế như mình như nè, ngày mình ráng mình chạy 10 tiếng thôi chứ chạy nhiều quá chạy không nổi. Mình chạy lâu dài mà, giống như ngựa chạy đường dài mà. Giờ mà mình chạy ngày mấy tiếng rồi mấy tiếng, chứ sau này là mình chạy không được nhiều. Mấy lúc này dịch bùng phát quá nên mình dám đi chợ là mua đồ nọ đồ. Có cái này mà các bạn thông cảm giùm. Thật sự ra mình không dám ghé để mình mua. Phần này trời thấy chuyện mưa quá trời, mình cũng nghĩ sớm rồi.